Ai mà có thể chối từ một ly cappuccino dừa ngọt ngào kèm thạch cà phê mát lạnh trong tiết trời hè nóng bức này chứ? Chắc chắn đây sẽ là người bạn đồng hành tuyệt vời cho một ngày work from home hiệu quả. Oh yeah. Helen's recipes. Nguyên liệu cho món này sẽ gồm có một gói Nescafe cappuccino vị dừa, 100ml cà phê pha phin, 3 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê bột rau câu agar agar. Để làm phần thạch cà phê thì bạn sẽ còn có là 300ml nước, thêm 1 muỗng cà phê bột agar agar, thêm khoảng 3 muỗng canh đường. Này mình có thể điều chỉnh theo khẩu vị. Và 100ml cà phê pha phin. Các bạn khuấy đều lên và để khoảng 5 phút cho bột nó nở. Đun sôi và sau đó rót vào khuôn làm thạch. Helen sẽ dùng khuôn hình hoa và trái tim cho đẹp nha. Còn không thì các bạn dùng khuôn làm đá cũng được. Để nguội và bạn sẽ có những viên thạch cà phê xinh lung linh. Bây giờ Helen sẽ làm hai phiên bản cho món này nha. Đầu tiên là món cappuccino dừa đá xay. Món này thì bạn sẽ cần thêm ít kem tươi. Bạn trải màng bọc thực phẩm lên cái thớt. Rồi bây giờ mình sẽ xịt kem tươi vào và tạo hình chóp cho đẹp nha. Rồi sau đó mình sẽ cho vào tủ đá để cho đông cứng. Tiếp theo mình sẽ hòa tan một gói Nescafe cappuccino vị dừa với 50ml nước sôi. Sản phẩm này là sự kết hợp tuyệt vời giữa cà phê chất lượng cao và sữa dừa thật. Wow, nhìn lớp bọt cappuccino dày mịn theo công thức độc quyền của Nestle, trông thiệt là hấp dẫn ha. Cho vào máy xay một chén đá viên. Rồi đổ hỗn hợp Nescafe vị dừa. Nếu thích thì các bạn có thể cho thêm vào đây khoảng 20g bột coffee made nha. Còn nếu không có thì cũng không sao hết. Mình sẽ đậy nắp lại và bấm xay ở tốc độ vừa cho đến khi nhuyễn mịn nhưng mà không có quá lỏng. Bây giờ mình sẽ rót hỗn hợp đá xay này vào ly. Rồi cho thêm thạch cà phê vào. Rồi lấy phần whipping cream trong tủ đá và cho lên. Rắc cuộn dừa sấy khô lên nữa là bạn đã có thể tự vỗ vai khen tài barista của mình rồi. Thêm một phiên bản khác của món này nếu mà bạn không có máy xay hoặc là lười rửa máy xay như Helen. Đó là món cappuccino dừa form sữa tươi với thạch cà phê. Cho món này bạn sẽ cần một gói Nescafe cappuccino vị dừa và pha với 70ml nước sôi. Cho thạch và đá viên vào đầy ly. Sau đó mình sẽ đổ hỗn hợp này vào. Món này bạn sẽ cần thêm 100ml sữa tươi lạnh. Mình cho phần sữa tươi này vào trong một cái lọ. Đậy nắp lại rồi lắc thật là đều và mạnh để cho tạo nhiều bọt. Mình sẽ vớt cái lớp bọt sữa tươi này và tóp lên trên ly của nước uống. Rồi cuối cùng rắc cuộn dừa khô lên. Chà, hấp dẫn quá phải không? Rồi, để Helen uống thử miếng nha. Wow. Cà phê thì cực kỳ đậm đà, pha lẫn với vị dừa thơm thơm béo béo. Phần lớp bọt cappuccino thì dày mịn, uống thiệt là ngon. Mọi người hãy thử trổ tay làm barista tại gia và làm một ly cà phê dừa chuẩn gu cà phê quán với hai công thức đơn giản này ha. Nhìn hoành tráng vậy thôi chứ thật sự rất là dễ và cũng cực kỳ ngon nữa. Các bạn chẳng cần phải đi đâu xa để tìm mua gói Nescafe vị dừa này mà có thể đặt mua trên Shopee luôn nha. Link Helen sẽ để ở dưới. Đừng quên chụp hình, đăng Facebook hoặc là Instagram và đừng quên tag Helen nha. Chúc các bạn một ngày vui. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!